Boy 114 2022, mẫu xe cực hot năm nay sẽ càng thu hút hơn với những chi tiết được nâng cấp. Dễ dàng nhận ra nhất đó chính là cặp mâm nhôm đúc được tái thiết kế với 11 nhan hoa, nhẹ hơn, dễ trung hơn và cho cảm giác lái tốt hơn. Phần logo Vinh Xăng được thay đổi từ một ngôi sao với hai cánh đối xứng thành một cánh đơn và được làm chi tiết sắc nét hơn. Đồng thời, phần nắp giả bên trái cũng được loại bỏ. Mẫu xe năm nay sẽ có 3 phối màu: Vivid Black, Deep Blue, Midnight Crimson phối với Vivid Black. Hãy đến ngay với chúng tôi để trực tiếp trải nghiệm mẫu xe đáng giá này.